Kính chào cô bác và anh chị. Đây là cái vỏ quế. Vỏ quế là cái phần mà người ta sẽ sử dụng để làm dược liệu cũng như là cái thành phần có giá trị nhất ở trong cây quế. Đây cô bác và anh chị, thì người ta sẽ dùng những cái vỏ quế như thế này. Sau khi lấy về phơi khô thì người ta sẽ nghiền ra là cái thành phần chính kết hợp với cái keo bời lời để làm nên cái nhang quế mà cô bác và anh chị sử dụng. Để mình muốn biết được cái nhang quế của mình có làm từ cái nguyên liệu quế là cái vỏ quế 100% hay không thì mình có thể thử. Đây cô bác và anh chị, một cái cây nhang như thế này, đối với những cái loại nhang mà được làm từ quế, từ dược liệu thì khi cô bác và anh chị đốt thì nó sẽ mới đầu thì nó sẽ không có cháy nhanh như những cái loại nhang mà người ta làm từ các cái loại gỗ giấy thông thường. Đây, khi đốt thì nó sẽ tạo ra một cái mùi rất là nhẹ và sẽ rất là ít khói. Đây, cái mùi thơm tự nhiên từ cái nhang thì cô bác và anh chị sẽ thấy có cái mùi quế nhẹ nhẹ. Tuy nhiên như vậy thì cũng chưa có chắc chắn được là cái cây nhang này nó có làm từ quế hay không. Thì cô bác và anh chị mình có thể bẻ một chút xíu cái đầu nhang này, mình cắn vào mình sẽ thấy là nó có cái vị quế, nó có cái mùi quế hơi cay cay, hơi ngọt ngọt, thì đó là cái nhang quế nó được làm từ vỏ quế. Đây là cái cách thử nhang mà cô bác và anh chị mình hoàn toàn có thể, khi mà mua nhang thì mình có thể được kiểm tra hàng, được thử, được thắp lên xem là cái nhang của mình mua nó có đúng hay không. Một cách nữa đó là cô bác và anh chị mình có thể ngửi trực tiếp vào cái cây nhang thì mình sẽ thấy cái mùi quế rất là đặc trưng. Vậy là có 3 cách để cô bác và anh chị nhận biết được cái nhang làm từ vỏ quế và không bị pha trộn. Đó là cô bác và anh chị mình có thể nhìn, mình ngửi cái mùi, mình thắp lên mình xem cái nhang của mình, cái khói nó tạo nên cái hương như thế nào, và cô bác và anh chị mình có thể nếm thử trực tiếp ở trên cái cây nhang để biết được cái vị, để biết được xem là nó có phải làm từ vỏ quế hay không. Đó là cái cách nhận biết nhang quế. Ở bên em thì bây giờ có 3 loại sản phẩm, đó là cái nụ nhang quế. Nụ nhang quế này thì cô bác và anh chị có thể dùng để xông phòng, dùng để thiền, yoga, hay là mình có thể là mình thắp lên để cho cái căn phòng của mình nó ấm áp hơn. Cái loại thứ hai đó là nhang. Nhang này thì 1 kg em bán 150 ngàn. Với combo 2 kg thì cô bác và anh chị sẽ được miễn ship. Bên em đang có 2 loại. Một cái loại này là loại 30 cm thì nó sẽ phù hợp với những cái căn nhà mà nhà phố hay là chung cư mình muốn nó thấp đó cô bác và anh chị thì mình thắp cái nhang này. Còn cái nhang này là nhang 38 cm thì nó sẽ phù hợp với gia đình mà mình muốn thắp cái thời gian lâu hơn một chút. Mỗi bó này thì sẽ là nửa ký cho cô bác và anh chị. Mỗi ký đối với cái loại nhang 30 cm này thì nó từ 5 đến 600 cây. Còn đối với loại 38 cm này thì nó khoảng 500 cây nhang. Và có một loại nữa đó là loại hộp. Đối với cái loại này thì cô bác và anh chị sẽ thấy là nó đã có bao bì sẵn, khá là đẹp mắt. Tuy nhiên thì đối với loại này thì nó chỉ có khoảng là 160 cây nhang. Với cái hộp như thế này thì mình sẽ sử dụng trong vòng khoảng 2-3 tháng, và 160 cây nhang này thì nó sẽ có giá là 60.000 đồng.